quyền đại diện thương mại Mỹ Dimitrios James Mattis đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ và hoan nghênh những bước phát triển trong quan hệ song phương của hai nước. Trao đổi về tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam đặt ưu tiên và quyết tâm cùng các thành viên thúc đẩy đàm phán Hiệp định TPP, coi đây là một bước triển khai quan trọng, chủ trương tiếp tục đổi mới hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện của Việt Nam, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, đồng thời tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các nước tham gia TPP. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, sau khi hoàn thành đàm phán TPP, chắc chắn thị trường của Việt Nam sẽ còn tốt đẹp hơn. Chủ tịch nước cũng cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán để có thể hoàn thành việc đàm phán vào tháng 10 tới đây. Dù hiện tại đang có những khó khăn trong quá trình đàm phán, song với những kinh nghiệm trong đàm phán song phương của hai nước trước đây, chắc chắn hai bên sẽ dễ dàng gặp nhau hơn trong quá trình đàm phán. Ông Dimitrios Zemarantis cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết thực hiện Hiệp định TPP sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ song phương của hai nước. Thời gian qua, các nước đã có nhiều cố gắng lớn trong quá trình thúc đẩy đàm phán. Mặc dù hiện đang có những khó khăn, song với những nỗ lực của các bên, chắc chắn các bên sẽ có những đồng thuận để đạt được những kết quả tốt đẹp và hoàn thiện đàm phán vào tháng 10 này. Trong thời gian tới, hai bên cần nỗ lực hơn nữa để thu hẹp quan điểm, để tiếp tục đạt được những thỏa thuận trong đầu tư, sở hữu trí tuệ, dịch vụ. Quyền đại diện thương mại Hoa Kỳ cũng khẳng định, Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, nhất là hỗ trợ về kỹ thuật, để cùng với Việt Nam đạt được những thỏa thuận. Trước đó, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có buổi tiếp quyền đại diện thương mại Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về nhiều giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại để hai bên có thể sớm hoàn thành đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP.